Xin chào cả nhà đã đến với kênh Trang Đoàn Du học Đức của mình. Thì hiện tại mình đang ready, mình đang sẵn sàng rồi để mình đi ra sân bay đón anh người yêu của mình từ bên Mỹ sang thăm mình trong thời kỳ Corona. Thì cái đây là một cái ngày rất đặc biệt các bạn ạ, đối với mình. Nên là mình quyết định sẽ làm video để lưu lại cái kỷ niệm đẹp này giữa hai bọn mình. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hôm nay rất rét, âm 1 độ các bạn ạ. Thì vậy bây giờ mình đã thực sự là ready to go, đi ra sân bay để đón anh yêu mình đây. Thì các bạn theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký kênh cho Trang Đoàn nhé. Các bạn, đây mình đang đi tìm người yêu của mình, đang ở Terminal 1. Terminal 1 thì không biết là anh ấy đứng ở đâu, chắc mình phải gọi. Đây là departure, phải là arrival cơ. À here here, arrival. Be here. Không biết là đâu. Treffpunkt. Mình nghĩ là ở đây. Anh đâu rồi? Anh ơi anh. Mình vừa gọi cho anh ấy rồi, anh bảo là ở Treffpunkt. Hình như là phải đi lên. Đây arrivals. BC. Here we go, let's go. Go upstairs. Đi lên trên. Mình đi ra sân bay, mình phải đi tàu xong rồi cũng phải đổi một chặng tàu. Thế cái tàu của mình nó lại đến muộn thế mới điên chứ. Đâu rồi, đâu rồi? Hey, 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 hey. He's there. Baby. Baby, baby. Hello. Oh. Mask is. Why not? It doesn't count. Đây cuối cùng mình đã đón được anh yêu của mình đây. Ôi sau hơn một năm mới gặp lại. Thì cuối cùng đã gặp được nhau, rất nhiều cảm xúc. Oops. So, how was your flight? Would have been better if I didn't have to wear a mask the whole stinking way. Uh-huh. But overall not bad. So you did you have to wear the mask all the time on the plane as well? Except when I was eating, yeah, or drinking. Oh, that's terrible. Anh người yêu của mình là chuyến bay thì không tồi lắm. Trên máy bay thì phải đeo khẩu trang suốt, trừ mỗi lúc ăn thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi về đây các bạn. Bây giờ mình đang bọn mình đang đợi tàu để về chỗ nhà mình đây các bạn ơi. How are you feeling? Excited. Excited, huh? So, you happy? You think like crazy dream to come here? Still unimaginable. Anh người yêu mình bảo là bây giờ anh đang cảm thấy rất là háo hức và thấy như kiểu là một cái giấc mơ, kiểu như giống như là điên loạn và không thể tưởng tượng nổi, vì kiểu như là rất khó khăn mà đi sang đây ấy. Bây giờ bọn mình sẽ đợi, còn mấy phút nữa là tàu đến rồi. The train is coming soon. You're hungry? Probably. My head's kinda hurt. I have not eaten anything yet. Oh. I mean, breakfast I did, but lunch not what? Yet. Oh, I guess it's not quite lunch time. No. Okay. Anh hỏi anh đã ăn gì chưa, có đói không? Có. Thì thật ra mình chưa ăn trưa. Bây giờ bọn mình đang ngồi trên tàu rồi các bạn ạ. Tàu cũng không có nhiều người lắm. Đây, bên ghế này đang trống. What are you doing, baby? Oh, I have pimples here. Terrible. Oh, terrible. So beautiful. Đây mình đang đi về rồi các bạn ạ. Tàu hôm nay cực vắng luôn các bạn ạ. Đây, hai bọn mình đang ngồi. Vắng kinh khủng. Oh, making a video again. Directly in front of my face, so I'm like, what are you doing? Making a video again. YouTuber, you know, always with videos. Bây giờ bọn mình đã xuống tàu rồi các bạn ạ. Chuẩn bị đi về đây. Bến tàu đây. Baby, let's go home. Let's go home. It's a little bit cold today, yeah? Oh, it's not too bad. Yes, but I saw this morning like a -1 or something like that. Oh, yeah? Mm-hmm. I got up this morning back home and it was -4. Mình bảo là hôm nay trời hơi lạnh, sáng nay mình thức dậy khoảng -1 độ. Thì anh người yêu mình bảo là cũng không lạnh lắm. -4 then, I don't hope. Ooh, wow.
Ở Idaho, ở Mỹ, chỗ anh ấy thì là âm 4 độ các bạn. Lạnh. B. Sita. Đây, bây giờ bọn mình đang đi bộ về nhà mình đây bạn. It's not too far from the station. Thì mình nói rằng cái nhà mình không xa từ cái bến tàu lắm, chắc chỉ 3 phút đi bộ thôi các bạn ạ. Thì anh ấy cũng có một cái vali to thôi, với lại một cái túi sách, máy tính các kiểu linh tinh. Không có gì để cho mình giúp cả. Với cả cũng lặng lắm, mình cũng không bê được đâu. Baby, we're gonna have something to eat. And I'm gonna make some coffee, like a latte macchiato. Do you like that? Sounds super tasty. Ok. Mình bảo bây giờ mình về thì mình sẽ làm cà phê cho anh uống, thì mình làm cái latte macchiato. Đấy. Đi bộ về nhà các bạn ạ. Trời khá là lạnh mà ông này ông bảo là không lạnh lắm. Ôi đeo cái khẩu trang này khó chịu quá. I really hate this mask. I cannot breathe. Oh. Mình bảo là mình ghét cái khẩu trang này. Yep. And After you have a few to. years' time, we're gonna have a bunch of people with Preston noses. Baby, and you had to wait for how many hours? 50, well, Baby, over look, 50 look this, hours. look at this, this Santa Claus. Here. See here, babe. Oh, behind you. Yes, behind me. Well, you're pointing the thing out in the opposite direction. Oh, really? Sorry. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ về nhà và chuẩn bị ăn uống cái gì đây. Thì hành trình đi đón anh, người yêu của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh Trang Đoàn Du Học Đức nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo. Bye bye baby, say bye bye. Bye bye. Bye bye. Về đến phòng bay mười mấy tiếng đồng hồ, transit ở Los Angeles. Là bây giờ mệt quá lắm đấy các bạn ơi này. Trông này, chả biết là có phải ngủ thật không hay là ngủ giả vờ. Nằm trong cái phòng, cái giường nằm gần hết luôn. Ôi giời ơi. I don't know if you are sleeping. Hả?